Hôm nay mình sẽ hướng dẫn và chỉ cách chỉnh cái tốc độ chạy của máy đục gỗ nên. Rồi, trước tiên mình sẽ chạy thử một cái file cái chạy tốc độ bình thường. Mét trên phút. Ở đây tốc độ 10.000 mét. Tốc độ của máy. Như chúng ta thấy tốc độ cài đây là 10.000, tốc độ 10.000 hết, nhưng mà tốc độ máy chạy rất là chậm và có vẻ như là rất là chậm thời gian. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn là chỉnh cái thông số cho chạy tốc độ nhanh lên với cái thông số chạy 10.000 như này. Trước tiên tôi sẽ vào menu Mastery, nhập mật khẩu đó là CCTOYO. Mật khẩu là copy cái đoạn mật khẩu này luôn cũng được. Copy paste vào đây. Ok. Và đây là cái bảng thông số chạy máy của máy đây. Thì ta sẽ quan tâm đến cái dòng license này. Hiện tại mặc định khi cài nó đang là 400 và cái phần này nó 1.000, nhưng mình đã tăng lên 1.000 rồi. Đấy các bạn. Đó. Thì cái này là 2002. Thì cái tốc độ 400 Clarkson này thì nó sẽ quyết định cái tốc độ chạy chính của máy. Thì ta chỉ tăng cái thông số này. Ví dụ ta tăng lên là tầm 1.500 đi. 1.500. Các bạn sẽ thấy cái tốc độ nó cải thiện rõ rệt và tốc độ của chạy rất là nhanh. Tấn up play. Rồi chạy tiếp tục. Đó, ta có mới tăng lên 1.500, gọi tăng tiếp lên là 2.000, 2.500 chẳng hạn, 2.500. Và người thấy tốc độ nó chạy sẽ rõ rệt so với ban đầu ngay. Up lên, Shift F9 để chạy tiếp. Thank you.
Đó là sẽ tăng cái class lên 2500. Cái thông số này là ta chỉ tăng khi ta đục gỗ, và dùng cho đục gỗ thì nó tăng cái tốc độ lên cho nó chạy, cho nó cải thiện cái tốc độ gia công lên, rút ngắn thời gian. Đã. Còn cái thông số nữa, thông số này, số trục Z, thông số 2002 này, cái thông số tốc độ nó nhất khi mà ta nhấc Z lên thì ta có thể khai cái phần này thôi cũng được. Phần này thôi thì sẽ khai lên thì cái tốc độ Z nó cũng nhấc lên đáng kể. Và cái này nên lắp là áp dụng cho cái cắt 2D. Phần nào cắt 2D quảng cáo thì sẽ tăng tốc độ lên, mà để cái tốc độ này cũ như 400 ấy, tăng tốc độ lên khoảng 2500. Bạn thấy nó cải thiện cực kỳ hay. Những cái thời gian chạy không và dao nhấc lên nhấc xuống ấy, thì nó rút lên rất là nhanh, và mình tránh cái thời gian mà nếu như khoan nét mà cứ từ 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 khoảng mấy nghìn lỗ mà cứ chạy từ từ thì rất là lâu, nó sẽ khai thông số lên thì tốc độ cắt rất là nhanh và nó giảm được cái thời gian chạy không cho mình đi đó. Và ví dụ ta tăng lên 2500 chẳng hạn, kết hợp với cái này nữa thì khi cắt 3D nó chạy rất là nhanh, nhanh đến tốc độ ta không, nhiều người không thể biết được cái tốc độ nhanh đến cơ bản với cả V5. Đó là hai cái thông số để mình tăng tốc tối ưu cái tốc độ khắc và cắt 2D khắc 3D lên. Thì tại sao mình lại tăng lên? Tại vì động cơ servo, động cơ lai servo nó có đáp ứng được cái nhu cầu tốc độ. Mình phải tận dụng cái thế mạnh của cái thằng servo, mình sẽ tăng lên. Như máy của mình đây là đang sử dụng trục X là servo và trục vít me. Servo của nó chạy tốc độ nhanh và nó không sợ mất bước, nó chạy gọi là tẹt ga đây, cứ hết ga hết số rồi chạy. Bây giờ thời buổi cạnh tranh từng tí một, nó ai cũng nói servo, đây servo trục vít me, nó có cái nhược điểm, có cái ưu điểm của nó, tận dụng tối đa. Thì cái thông số thông thường này nó chỉ cài ra chỉ có 400 thôi, ta có thể tăng lên để tăng cái tốc độ chạy máy của mình lên, để ta tận dụng cái tính năng, cái công năng của cái động cơ servo của mình để tránh lãng phí và đạt được hiệu quả cao hơn trong gia công. Mình xin giới thiệu sơ sơ, và mình là Thư. Tiếp tục ta sẽ chỉnh lại cái máy đùng gỗ của bạn. Tùy vào cấu hình máy chuẩn hay không, máy xịn hay máy ngon thì bạn đặt cái thông số này cho phù hợp với từng máy. Ta sẽ trả lại cái này là 2002 thôi. Máy của mình tầm 2002 là chạy đẹp lắm rồi. Bạn nào máy tốt hơn thì có thể khai cao hơn, và ví dụ như vậy. Cái này mình đặt 2000, 3000 cũng được, nhưng 3000 chạy rất là điên cuồng. 3000. Các bạn không. Ta cho chạy tiếp. Với những tấm phôi lớn thì tăng tốc độ lên rất là có lợi, về thời gian nó rút ngắn rất là nhiều. Còn những tấm phôi nhỏ thì chạy tăng tí tốc là biết ngay, tốc độ chạy rất là nhanh,
tấm phôi lớn thì cái thời gian nó chạy trục ích rất là dài, thì mình có thể tăng tốc được cái giá trị lên để mình đảm bảo cái tiến độ gia công, tranh thủ cái thời gian gia công, nó không lãng phí vào máy và tốt, tiết kiệm điện. Đó, thì đây là cái thông số gia công mình. Thì nếu có thể máy được tất cả các loại cạc, ví dụ cạc V8, các bạn cứ tìm chữ Line Action này và các đơn vị là mm trên giây bình phương, bạn tăng lên tầm khoảng 3.000, 2.500, 3.000. Và cái thông số Z Acid, đơn vị là mm trên min, bạn cứ tăng cái thông số lên để mình cải thiện cái tốc độ chạy. Với một số cạc V8 thì hoặc một số máy người ta bí mật người ta giới hạn cái tốc độ này, nên máy mình chạy có phải là nó bình dân, nó không nhanh nếu mà so sánh hai cái máy khác nhau. Đó, có người ta cài thấp thôi chứ không phải là người ta không cài, người ta cài thấp để mình cho máy nó chạy, nó tốc độ người ta chạy nó yêu cầu với từng máy. Đó là mình giới thiệu hai cái lệnh quan trọng nhất để tăng tốc trục ích, tăng tốc cái máy của mình lên. Mặc dù mình để là 10.000, nhưng nếu chạy thi một cái máy chạy để 15.000 thì chắc chắn cái máy 10.000 mà đặt cái thằng Line Action này lên thì nó chạy có thể chạy hơn cái 10%, vì cái thằng này nó phụ thuộc rất là ít, thuộc chính vào hai thằng này. Đó là với cái máy đục gỗ.